Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh LVT Official. Thì tiếp theo series săn bốt sát thủ tại server Phật Sơn VN Trình Kỳ.com. Thì hôm nay mình sẽ đến với anh em cách săn bốt ở bốt 9x nha anh em. Hôm nay thì mình cũng không mang bộ đồng sát nữa anh em ạ. Mình mang trên mình là bộ may mắn 27 nha anh em. À, bộ kim hoàng may mắn 27. Để mình săn bốt 9x, hôm nay mình săn bốt 9x nha anh em. Mình sẽ săn 40 con nha anh em ạ. Đó, mình ăn thiên sơn bảo lô rồi quế tiểu, mình sẽ cố gắng mình ăn 40 con nha anh em, 49 ít đây nha. Trở lại nơi đó, mình sẽ 49 ít nè. Kỷ niệm nào ở bên góc mai phương tường, ta tìm về ngọn đồi năm cũ, thanh thành sơ nguyên hương. Đám đồ sát mình đây nè mày, cái bọn này thích đồ sát ghê nè. Đau cô đơn mong chờ 15 xếp đồ sát lắm anh em ạ. Ta mãi đi tìm, tìm đâu ra hình coi bóng em sai nhân. Nó lên 24 luôn em, anh hồ lên 19 luôn, lên 20 luôn, trở về 19 luôn, trong vùng 20 luôn. Nói lên thiên ta đâu chết mày, dám một anh nghe lại về sự hôn lê ngày xưa ấy người lao kết xuyên 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài, tìm em trong phòng ba gió sương hay trong bốn hai nè, một màn đánh nhau với đội nào nhau đổ sát quá với đội nào đây bốn hai nè. Hùng anh ở khắp nơi đây quyết chung chi trai dư thành trong khi đau em đang ở đâu. Biển kinh tương dương nổi loạn tông kiếm chưa ai vương trời như giấc mơ ta và em tìm kiếm bóng dáng kiêu xa đã giữ trái tim anh hùng hai mươi năm qua ai vượt qua ngựa phi hát quyết lòng cầu chi trai đã quyết xuống trận 15 năm ta vẫn tìm em 15 năm ta vẫn tìm em. Bốt thứ hai này nè, coi thử nè, 17 bảy, sát mà nè, cái lên này nó chi đây, điên, mình điên anh em ạ, phải đang coi đồ xong anh em ạ, 15 ấp khỏi 4, làm chậm 40, 49. Xa khu đưa trở về sang tân trong vu quy mô đây có bốn tư nè, mới bị cờ đồ sát quá nè mà. Đây là anh em mang về dư hôn lê tranh thủ săn đếm từng con nè, nãy giờ đồ sát quá nè, đồ sát phá quá nè mà. 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn vương nhớ nhung sang tốc độ bằng thơ cũng bị phá rồi. Em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ tốc độ bằng thờ luôn anh em ạ, sang bao nhanh luôn anh em, bao nhanh luôn bị phá anh em. Trong khi đau em đang ở đâu? Thôi rồi thôi. Năm ba người cút đi, mười ba người cút đi, mười bảy hai mươi, mười ba hai mươi, mười ba hai mươi, mười ba hai mươi. Ngựa phi hát quyết lòng cầu chi trai đã quyết xung trận. Ở đây là con thứ 5 nha. Hiện tại anh em đang xem săn bốt tại server Thực Sơn, server BK anh em. Nên đôi lúc anh em sẽ thấy server nó vắng tại đây server BK anh em ạ, ngoài server cây cút. Hiện tại mình đang làm video săn bốt sát thủ chi nít nha. Chi nít có vẻ dốc độ nhiều hơn anh em ạ. Sao chi nít có vẻ dốc độ nhiều hơn? 15 đồ đạc này cũng như là 8 mét thôi, không thấy cá hơn là gì anh em. 15 11 20 11. Ở video trước thì mình sang 8 mét không chưa được món gì ngon anh em, không có bộ may mắn hợp sát nữa. Hôm nay mình sang may mắn 9 mét thì nhìn như thế nào anh em. Và đây là con bốt thứ 6 nè, vũ nhất thế ở sa mạc 1 anh em.
đàm ra. Kim cô bồng thắng hỏa 11 15 30, trời ơi 15 30 à, băng sát 2 điểm à, 15 20, đèn qua đèn qua. Và đây là con bố thứ 7 nè, Phương Phong Giật, Dương Phong Giật ở sa mạc 1 anh em. Ngày xưa ta thân trai phiêu bạc trên giang hồ. À, rất là nhanh anh em ạ. À, mình là săn tốc độ bằng thời nhất anh em. Không biết là anh em khác săn sao chứ săn mình săn tốc độ bằng thời nhất anh em. Ở Tân Bá Lăng Huyền. Rồi rồi anh em. 16. 148. 15. 23. 17. 19. 16, 18, không được gì hết này ạ. Về hương châu sông xuôi, nơi ta đã gấm đàn. Và đây là công bố thứ 8 nha em. Nàng cùng ta đi khắp nơi, đến tận cuối chân trời. Luyện võ công chung với bạn, đã quên mất thời gian. Nàng ngà mi ta thiếu lầm, nắm chặt tay quay vòng, nguyện cùng nhau để mới thứ 8 này bị đổi xác anh em. Xứng danh 30 này 48 này nè, 48 mà bị sang anh em ạ. Đổi xác anh em ạ. Giang hồ uyên ương thần pháp 14 anh em. Dù vượt ai hay tấm kim trên trận không thay. Rồi được 12. Cái này dẫn lắm á, xem vào VK mà nó dẫn ghê luôn. Rồi sắp đây không chết mình mà dẫn thật cái này không? Không được gì hết em ạ. Bố thứ 8 này đen quá nè. Và đây là con bố thứ 9 nè, nãy giờ đồ sát quá nè ạ. Bố thứ 9 nè, đánh nhanh lên nè. Đánh nhanh không lên trước rồi nè. Phù gấp phù phải coi anh em ạ. Đây là server BK nên anh em có thể thấy là thầm nó không có người nhé anh em. Đây là công bố thứ 9 của mình anh em ạ. Tận thủ anh em ạ. Nó đồ sát lắm anh em. Cứ lên sao là sát anh em ạ. Má đồ dòng không. Không được gì hết. Hai cái áo sàng ngon ghê nè. Quá ngon nè. Quá ngon luôn. Và đây là công bố thứ 9 anh em. Mỗi thứ 9 anh em ạ. Thời gian không qua ngựa, ta đã trên lưng ngựa, chạy đi khắp nhân gian với đồ áng ma. Về dương châu xa xôi, nơi ta đã gặp nàng đẹp như đó hoa đang. Mỗi thứ 9 này em ạ. Chưa được cái gì hết này. Nàng cùng ta đi khắp nơi, đến tận cuối chân trời. Tu La Phật Kiệt. Luyện võ công chung với bạn, ta quên mất thời gian. Bốn món là nghiệp, ta thiếu lắm, nằm chặt tay quay vòng. Nguyện cùng nhau để đời sau chung dù đau, xứng danh ba mươi. Còn bố chung 10 nhé nè. Thuyền phong lắng sẽ sóng xô đưa tình đến bờ. Giang hồ nguyên ngương có đôi. Dù vượt ai hay tấm kiếm chiếm chậm không hay. Rồi 2 đã khiến người vào tay thông lần 30 ngon lên nè. 15 đời gian lao bao khát khao tôi luyện anh hào. Đã khiến người mong lại cho bố đang đều nè. Để đời sau xứng danh. Ở đây, có bố thứ 11 nha, gia cách kim hồng, quả lan động nha bạn. Một
bắt đập là đai bắt ca thuyền phong lắng ra ba con hề mặt chưa được nghỉ đây tình đến bờ sáng hồ quê hương có đôi diệt quân xoáy tan nắm tay tung hoành sang hà đây là con mỗi thứ 12 nè hôm nay cố gắng kiếm mình siêu tập với em ạ võ lâm tình ba phương ai quá chế độ luôn ui trời ơi tí mình chia sẻ cho anh em một cái siêu phẩm mà bữa mới sang được anh em ạ. Bữa đó livestream kiếm được siêu phẩm đó anh em. Tí mình chia cho anh em một siêu phẩm. Đây. Bữa livestream kiếm được siêu phẩm cho anh em đây. Siêu phẩm bữa mình không sang được này 2, 3, 4, 10 này siêu phẩm luôn này làm anh mình sang được trở về đây để nguyên nước mãi đặt thành biết có nghĩa để huynh may may có hoài nghĩa ân tình thâm chỉ trái nắm chặt tay sang bước được này công thành món này là siêu phẩm hôm nay mình tiếp tục mình sang mình kiếm siêu phẩm như này và đây là con bố thứ 13 như này bố thứ 13 này đạo cùng về Hoa Sơn hào hùng quần hùng uy tâm lập bang đạo mình cùng chung vai giành đêm đế xứng anh tài trở về những tháng năm để huynh vẫn còn chung chỉ có ở võ lâm tuyệt đỉnh trở về tình nghĩa xưa tình thâm một thời không phai chỉ có ở võ lâm mãi mãi giờ này rất là nhiều người sang nha mà rồi cố gắng về nhân dung diệp thí chân à sanh sau bằng ta áo về phong lăng thì nước sông trong vòng ba chiến áo phục hồi 40 được các tương sau con đây là con bốn thứ 14 nhé này 14 này nè 14 con bốn đại não tông kim trần trở về những tháng năm để huynh vẫn còn chung chỉ có ở võ lâm tuyệt đỉnh trở về tình nghĩa xưa tình thâm một thời không phải chỉ có ở võ lâm mãi mãi bốn con này em ạ mười mươi không có phục hồi với đau nhé chín độc sát đau mười năm mười 19 tiến độ mới bắn xăng được em ạ và đây là con bố thứ 15 như này con này thì bị người ta đánh mất hết gần nước máu rồi nè mình vô mình cay luôn ước mong những ngày xưa đã trở về cùng võ lâm hùng anh quyết tâm trở về đây để nguyện ước mãi đạt thành đi có nghĩa đệ huynh mãi mãi còn hoài nghĩa ân tình thâm chi trái nắm chặt tay ta từng bước công thành đạo cùng đồ an bang đến quốc gia người pha bao vòng vây đạo cùng đồ môn phái hoàng kim trói sáng nơi nơi nào cùng về Hoa Sơn hào hùng 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 quyết tâm lập bang nào mình cùng chung vai giành viêm đế xứng anh tài trở về những tháng năm để huynh vẫn còn chung chỉ có ở võ lâm tuyệt đỉnh trở về tình nghĩa xưa tình thâm một thời không còn bốn thứ 16 nè bốn này bị cái này bị đồ sát chết luôn nè đây là bốn thứ 16 nè đào cùng về tương dương nhiệm thi chẳng hạn cái ghê lắm anh em bây giờ khi là mà còn cái ít nhiệm vào mình đổ sát anh em mệt mỏi lắm anh em nên mình cố gắng làm thử video cho anh em map chỉ biết còn đồ như thế nào thôi chứ còn mình thì thích săn cắm anh em đỡ cái đỡ bị đổ sát đỡ mệt anh em má nhiều ông chờ cái không lại đồ sát này không phải chỉ có thương lắm đó lòng mãi mãi chờ về những tháng năm để huynh vẫn còn chung chi và đây là con bốn thứ 17 như này mình sai bao nhiêu rồi em ạ chờ về tình nghĩa xưa tình tôi bảo nó không thấy mình là được anh em thấy
mình chết nó đi. Mình rất là nhanh. Để hỏa. Một dòng mới ghê. Một dòng mới ghê chứ. Không được gì hết. 17 nữa. Rồi đây, là con mới có 18 nha. Giá các kim hồng này. Đời bỏ thân hùng anh quý chúng không ra gì hết rạng danh bảo. Cho mai sau đời sau bảo. Võ lâm ma vương lưu truyền thành lắm mang rực lên bao ngon khi anh hào ngon ghê. Bao gươm đao giáp loạn sang ngời thời đại phái hoa gieo quý anh xa thân vì bao đại chiến lòng cùng nhau chúng ta tấn công không nhau dù nâng chung can ly ta chén nghi huynh đệ mãi mãi kề vai thăm nơi ở trên trần xa mãi mãi kề vai thăm nơi ở trên trần xa vua xưa ngày giáng lao chúng ta không gặp nhau đánh những đê luyện chỉ có mỗi này cao mãi đêm một mãi sau chi trái với tâm cùng nhau kinh ngô nghe dòng giang hồ sau bao năm phiêu bạc giờ đây chỉ có chữ tình nghĩa khi chữ tình vô lỡ chữ tình ta đã nhắc xuống trần kề vai đại chiến hợp thành ấm áp nghĩa đệ nghĩa huynh nhắm hai trên du đào làm sao tôi xứng anh hào mãi mãi ta là huynh đệ hãy làm bốn người luôn nha á siêu phẩm thật. Bao nhiêu mình một bước đi, mười lăm bước đi, tuổi sát ngoại sắp sáu bước đi luôn, tăng tám bước đi luôn, mang bốn bước đi luôn. Đã đó, rồi con bố xuất 21 nha, 21 con bố xuất hiện chiến này, vẫn chưa được siêu phẩm nào nè, mặc dù mình sang rất là nhanh, nhưng có thể thấy mình sang rất là nhanh nha, sang một loại tốc độ bằng thờ luôn nè. Mười lăm đục sách nội 25 anh em ạ. 25 may mắn 2 nè. Đó là đầu tiên thì cứ nhớ được may mắn 2 anh em ạ. Siêu phẩm rồi siêu phẩm. Mở 2 mở 2 nè anh em. Ngon là lắm rồi. Đây là đầu tiên nhớ được may mắn 2 anh em ạ. Có thân hùng anh quý chung chi trai dạng danh. Cho và đây là con bốt thứ 22 anh em. Võ lâm ba vương lưu truyền thành lắm mang rực lên bao nghĩa khi anh hào bao gươm đao giáp loạn siêu phẩm này nè siêu phẩm người này vẫn hào đại thái hò reo quý anh xa thân vì bạn đại chiến lòng cùng nhau chung ta tấn công không hào dù đấng chung can ly ta chén nghi huynh đệ mãi mãi kề vai khắp nơi ở trên trần gian mãi mãi kề vai khắp nơi ở trên trần gian. Vô số ngày giãn lao chúng ta không gặp nhau anh lên đồ sáng đánh những đê luyện thâm cao mãi đêm một mãi sau chi trai với tâm cùng nhau tiến bước ngang dòng giang hồ ta với nhau tung hoành thế gian đi danh ngoại hùng âm âm nghe nghe sau bao năm thương bạc giờ đây chỉ có chữ tình nghĩa khi chữ tình vô lỡ chữ tình ta đã nhắc xuống trần kề vai đại chiến hợp thành ấm áp nghĩa đệ nghĩa huynh nghĩa đệ nhắm hai chân dung đào làm sao tôi xứng anh hào mãi mãi ta là huynh đệ chết được mình nữa rồi đắm tình đệ huynh. Đây, con bố thứ 24 nha. 24 con bố chắc này. Thằng Mark chỉ mới bị đổ sát quá. Video này thằng Mark chưa xong nè.
đi trong lòng nhịp thi trần ông kịp mặt đau điện kinh nó xin phạm như đừng mơ em về đại lý thơ thành cùng chung trẻ say đầy hỏi lắm có người kia qua em 251 kia sáng thủ á á bến hồ mười nghìn nha ta gạt kiếm bên mai sang ghê này sang mấy trăm tấn da cũng được mấy trăm con mà cũng được siêu phẩm anh em ạ. Và đây combo thứ 25 nha anh em. 25 phu dương phong giật anh em ạ, sa mạc 1 nha anh em. Hệ thổ anh em ạ, hệ thổ sang nhanh. Rất là nhanh này. Mình được có hai món này. Sự thật quá bèo. Và đây là con bố thứ 26 nha nè. 26 con bố này nè. Đường mô lên chậm quá. Sự con bố này luôn nè. Sự con bố này luôn nè. Bố xanh này hệ mộc có đồ may mắn đây nè. Nhặt hết luôn. Qua bao năm tháng trong gian nan để cùng ta quyết tâm lập bàn. Tôi coi đồ cấp 8 là đồ con bố anh em ạ, đồ bố xanh dốt ra anh em. Coi được cái gì không? Không được gì hết. Ta đã không thành diệt các tướng sáng sớm lấy lừng. Đồ bút xanh trắng ra được gì hết. Và đây là đồ con bút vũ nhất thế nè. 13, 20. Ghê rồi. 16, 21. Và đây là con bút thứ 27 nè. Được có 2 món à. Cùng sánh bước sang anh hùng bao gian khó giờ đây có xa chi. Ồ, món này cũng ngon ghê nè. Khăn lôi chỉnh hóa mà khăn lôi có 20 nè. Khăn lôi 30 thì ngon anh em ạ. Khăn lôi mà có 20. Khăn lôi 30 thì ngon nè. Những này cũng đỡ chung xài tạm thì được anh em. Xài tạm cho võ đang thì được. Này cho bộ đam ăn tạm thì được nè. Mà 20 bèo quá thì vứt luôn nè. 20 bèo khủ. Để kiếm đồ mắc óc anh em ạ. Và đây là con 428 nha nè. Cùng nhau 24 28 anh em ạ. Sáng sớm lấy lừng để vào khuynh khi chung vai khắp thế gian tan danh hùng anh 20 những siêu phẩm thứ gian nha. Ô quá siêu phẩm anh em ạ. Trời ơi siêu phẩm chứ. Trời ơi em thấy siêu phẩm chưa? Siêu phẩm anh em ạ. Anh em thấy siêu phẩm chưa anh em? Trời hôm nay nó hên dữ anh em ạ. Còn bút số 28 là cho hình dữ anh em. Đó là siêu phẩm như vậy anh em ạ. À, siêu phẩm quá, siêu phẩm quá. Quá ngon anh em ạ. Mới ra. Ngay vậy gọi siêu phẩm như này. Trời ơi, ôi trời ơi. Và đây là con bút số 29 nha anh em. À, đây được 2 món siêu phẩm anh em ạ. À, siêu phẩm anh em ơi. Tốc độ 20 đột sắc 5 rồi chứ. À, chắc chắn ngày hôm nay sẽ được ký được mấy món siêu phẩm rồi anh em ạ. Ừ. Và đây là combo thứ 29 anh em. Hai mươi chín con bố anh em ạ, sang tốc độ băng thờ luôn mà không được có gì thôi chứ.
29 combo, một dòng này. Dòng này. 9 này. Một dòng này. Đó là cái nón siêu phẩm này, nón siêu phẩm anh em ạ. Thơm thật anh em. 29 combo, một siêu phẩm. Và đây là combo thứ 30 nha anh em. Em sang nhanh lắm anh em ạ, em sang tốc độ bằng thờ anh em ạ. Combo cần hiện ra là chết với em rồi nha. Combo cần hiện ra là chết với em rồi. À, nhận hiện kim mắc off này anh em. Nhận hiện kim mắc off này. Sinh lực 28. Và đây là combo thứ 30 nha, 31 nha anh em. 31 combo anh em ạ. À, sẵn vậy thôi nhé. Sẵn vậy ai chịu cho nổi anh em. Kim siêu phẩm này. Kiếm được kiếm gì chuyện này, kim siêu phẩm đó anh em ạ. Và đây là combo thứ 32 nha anh em. Vũ nhất thế ở sa mạc 1 anh em. Rất là nhanh lên nè. Còn chưa hiện ra khỏi là chết rồi anh em ạ. Con lừa 28. Võ đan đang cần cái đó anh em ạ. 20. Kiếm áo phục hồi ngon ngon tí nè. Khi ra nè. Võ đan đang cần cái bao tay kháng lôi nè. Để lại. Và đây để có bố thứ 33 nhé nè. Hà sinh rong. Không nhảy ra mà. Ok. Không nhảy ra mà. Ôi, nhận may mắn đây nè, nhận may mắn. Con lôi 20. Con lôi 27. Con 17. Và đây là con bố thứ 34 nhé nè. 34 rồi nè. Những chí trai không hề mai. Dốc con chứng minh xung huyệt đạo. Hoa lâm hùng anh, có bát mạch thần thông. Thì ai sẽ là minh chúa. Sống như bò đang thái thanh tung hoành. Sống như sát mình mới ghê. Gà. Cô thiên nhân hay nhớ mi hoa bóng tình thành. Cô đông sao hay hoa tiên thúy yên đạo. Tăng không được cái gì mà đi cứu sát mình mới ghê. Đây là con bốc thứ 35 nha anh em. Phụ nhanh nè, không kiểu sát nè. Không biết con nào đâu. Rồi 4. Rồi 20. Phục sát. Và đây là con bố thứ 36 nha nè. Vứt ra cho anh em ạ. Bị đồ xác chết rồi anh em. Bố thứ 36 bị đồ xác chết nè. Để vứt đồ cho anh em nhà em coi xem. Đúng, ghê nhạc, nhạc làm gì đồ cùi hết anh em ạ.
120, 11, 13, 120. Cùi thế này bạn, cùi quá. Và đây là combo thứ 37 nhé nè. Đây, mấy combo kia đồ sát quá nè bạn. Kiếm cái nọ kim siêu phẩm ấy. Mười một, mười chín, mười lăm, chín, đã thương hai điểm. Và đây là con bốt thứ 38 nhé nè. Một đam rồi. Đam quá trời luôn, phá liên kích kìa. Phá thiền kích tốc độ 30. Không phải luôn. Khoảng 16. Băng sát có 26 điểm. Binh khí 4. 15. 21. 3. 15. Không được gì hết. Và đây. Rồi. Và đây là con bốt thứ 39 nè. Bà chín bố này mà. Mất đam mà trời. Mất đam này. Mất đam này. Hai cái nhẫn luôn. Hỏa 11, binh khí 8, hỏa 73, 19, 30. Và đây là con bố thứ 40 nha em. Bốc 40 nè. Hai món vũ khí nè. Đồ sát nội công nè em ạ. 15, 20. Băng 11, 20. 2, 40. 5, 20. Chẳng được gì hết. Và đây là con bố thứ 41 nha em. Săn nhanh không nó đổ sát nè. Săn thật nhanh nó đổ sát. Sợ lắm nè. Săn mắt chín ít nó vậy nè. Săn nhanh không đổ sát ghê lắm nè. Lôi 18, lôi 20, 14, 29, 10, 6, 3, lôi 3, không được gì hết. Đây là con bốt thứ 42 nha nè. Những cái ngành này đồ sát nhanh. Đồ của mình đây nè. Phun gấp, phun gấp, phun gấp. Lôi 3, lôi 29, lôi 20, lôi 27. Gấp này nè. Á, xanh ghê lắm, thiếu lâm nó bị ngáo này nè.
Rồi đây là con boss thứ 43 nha anh em. Nó thiếu lầm bị kia nó bị ngã nè, sẽ có quái sang nhanh. Quá sang nhanh nè. Năm lăm phát 4 12 chậm 20 ở đây là con boss thứ 44 nha anh em. Truyền tắt cái sâu hình nè. Tương truyền rằng ở trên giang hồ một vị kiếm võ công vang vòng mãi. Thập đại phái bao nhiêu chi trai buồn ba khắp nơi để tìm bát mạch chân tổng sắc 9 lôi 10 lôi 3 lôi 2 nơi trường bành tuyết rơi 7 và đây còn bốn thứ 45 nha anh em. 45 con nè, chắc hết cái map sau một là mình nghỉ nè. Kiếm được một siêu phẩm anh em ạ, có một video là một siêu phẩm anh em. Video là không ra siêu phẩm là tặng ngưng anh em ạ. Là sáng nào ra siêu phẩm mới thôi. Video này được một siêu phẩm anh em. Đó, một siêu phẩm rồi, không thể nào ngờ được anh em ạ. Quá ngon. Siêu phẩm coi, lôi sẵn nội công 200 đâu. Và đây là con bố thứ 46 nha nè. Thầy Kim anh em ạ. Kim với khổng tức linh coi nè. Mất đam nè, cho mất đam nè, mất đam ra. Mất đam nè, mất đam không có vũ khí nè ạ. Thầy Kim không có vũ khí là bước đi. Ba. Và đây là con bố thứ 47 nè. 47 rồi nè. Đường môn lâu tới quá nè. 47 con bố nè. Lôi 26, đột sắc 31 luôn, ghê thật. Sang bữa giờ không được áo phục hồi 40 luôn anh em ạ. Và đây là con bố thứ 48 anh em ạ. 48 con bố. Trong chân đã nổi lên dồn vang khắp cơ thành, còn bò lắm bao chi trái trở về. Phi nhanh hàn huyện về ngày đến phía Lâm An, người bò lắm cùng sánh vai quyết chi. Ôi không như lửa tiểu, không như lửa tiểu, không như lửa tiểu. Đánh con này luôn. Gió bao ca xa mà hương ngăn ngọn sông sô. Úi giời, đồ kìa. Đồ quá trời luôn em. Không được món gì mà đồ quá trời luôn. 27 nè, 9, 30 nè, lên 10 nè, lên 13 nè, 11. Há đồ 6 dòng ghê luôn em. Tôi hỏa 2. Nên bố là toàn đồ cấp 8 nè. Đồ cấp 8 thì chắc không có mắc óc rồi nè. 5, 20
17, 9, 30, 19. Cái đồ cấp 10 anh em. 4 đồ cấp 10 luôn nè. 15, 20, 5, 20, 11, 17, 124, 95, 9, 13. Không được cái gì hết anh em ạ. Thôi, như vậy thì hôm nay thì mình đã săn 48 con và được những món siêu phẩm như thế này anh em ạ. Đây gọi là siêu phẩm luôn anh em. Đó. 48 con nè, 49 đít, 28, năng độc 25, may mắn 2 anh em ạ. May mắn 2. Đây là những món mình săn được từ 48 con 49 đít nè, với bộ may mắn 27. Bộ may mắn 27 anh em ạ. Anh em ủng hộ mình nhé nè. Rồi, như vậy thì mình xin kết thúc video tại đây nè. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Hy vọng rằng những video này vẫn được sự đón nhận của tất cả anh em nha. Mình sẽ cố gắng mình săn cứ một video là một siêu phẩm cho anh em nha. Sau nào ra siêu phẩm thì thôi anh em ạ. Không ra siêu phẩm thì không làm video nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nha. Chúc tất cả anh em xem video vui vẻ. Và anh em đừng quên ủng hộ cho mình một like, một lượt đăng ký theo dõi kênh để đón theo dõi những video săn bốt sát thủ như này. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye anh em.